Xin chào quý vị và các bạn thân mến. Sáng hôm nay ngày 30 tháng 8 năm 2023, mình đang có mặt tại cây cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Vâng, vào lúc 8 giờ buổi sáng hôm nay thì diễn ra lễ khánh thành thông xe trên cây cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Đấy, trước mặt đây các bạn nhìn thấy rất là đông. Có mặt có cả Thủ tướng Chính phủ cũng như là các ban ngành liên quan đang có mặt để làm lễ khánh thành. Đây, phía bên này thì các bạn thấy là những đường dẫn lên cầu từ đê Nguyễn Khoái cũng như là phía đường Minh Khai. Vào lúc như này thì tất cả mọi người không liên quan thì cũng không được vào phía trong, cũng như là mình phải đứng ở phía ngoài. Những người có thẩm quyền, có như là bên báo chí, đài truyền hình thì vào mới được ghi hình ở phía bên trong khu vực làm lễ. Để người đang ghi nhận ở phía ngoài này thì các bạn thấy là các ban ngành chức năng đang làm những cái về việc là an ninh bên ngoài. Thì lúc nữa vào mình sẽ đi tiến vào phía trong để ghi một số những hình ảnh cho tất cả quý vị và các bạn cùng đón xem. Và lúc này thì các bạn thấy là lễ làm lễ thì đã xong. Mình đang đi tiến vào phía trong. Mình đang đi vào phía trong khu vực là diễn ra khu vực chính diễn ra làm lễ khánh thành. Như quý vị đã biết, cây cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đã khởi công vào tháng 1 năm 2021, song song với cây cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 1. Và cho đến hôm nay, vào ngày 30 tháng 8, đã làm lễ khánh thành thông xe. Cây cầu được thiết kế với 53 nhịp, trong đó điểm đầu giao với đường Trần Quang Khải, Nguyễn Khoái, Minh Khai của quận Hai Bà Trưng. Và những cái điểm về cuối giao với đường Long Biên, Thạch Bàn của quận Long Biên. Vâng, ở phía trong này thì hiện tại các nhà báo cũng như là các về mảng truyền hình đưa thông tin cũng như là về cái lễ khai trương này, lễ khánh thành này. Vâng, thưa quý vị đã biết là cây cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 với một tốc độ rất là nhanh, cho đến ngày hôm nay là ngày 30 tháng 8 đã chính thức đã là lễ khánh thành để thông xe. Khi cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 vào khai thác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh ngày 2/9. Phía trong này thì các bạn thấy là nơi diễn ra khu vực chính của lễ
Đây là những lãnh đạo ban ngành đã xong và đang chuẩn bị di chuyển về phía hướng bên cầu Long Biên. Cây cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đưa vào hoạt động sẽ giảm tải cho nhu cầu của cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 1 bị thường xuyên là bị là ùn tắc. Vì với cái cường độ lưu thông giữa hai bên bờ sông Hồng đáp ứng nhu cầu với vận tải đang tăng cao giữa trung tâm thủ đô Hà Nội với khu vực phía Bắc, phía Bắc và phía Đông Bắc của thành phố Hà Nội. Khi vào hoạt động thông xe thì các bạn thấy là cầu giai đoạn 1 sẽ đi từ hướng bên Long Biên sang bên đường Minh Khai, quận 2, Bà Trưng. Còn cây cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 thì lưu thông theo chiều hướng là từ bên hai quận Hai Bà Trưng sang bên quận Long Biên. Như các bạn thấy là đi vào trong khu vực này tất nhiên cũng phải có thẻ cũng như là đấy thì mới được vào phía trong nhé. Khi hoàn thành giai đoạn 2 thì cầu Vĩnh Tuy bao gồm là hai cầu sẽ là cầu có chiều rộng mặt cắt ngang rất lớn, lớn nhất của Hà Nội với 8 làn xe ô tô. Đây cũng sẽ là cây cầu đầu tiên tại Hà Nội có làn đường dành riêng cho xe buýt.
Về phía giữa hai cây cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 1 và giai đoạn 2, với một khoảng cách lan can được trồng cây xanh, cây hoa và những cột đèn trang trí có hình như là tên lửa. Đèn là LED rất là đẹp, sẽ thắp sáng về ban đêm. Và khu vực này đang được dọn dẹp để trong vòng cuối ngày hôm nay sẽ được mở hàng rào để lưu thông xe. Vâng, qua những hình ảnh vừa rồi mình chia sẻ thì hôm nay vào ngày 30 tháng 8 năm 2023 diễn ra lễ khánh thành lưu thông xe trên cây cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Qua những hình ảnh thì mong quý vị và các bạn cảm nhận được về cây cầu rất quan trọng trong tuyến đường vành đai 2 của Hà Nội. Mình đang lưu thông theo hướng từ bên quận Hai Bà Trưng sang bên quận Long Biên theo đúng chiều của cây cầu. Theo như thông tin thì chắc phải cuối ngày hôm nay cây cầu mới được dỡ hàng rào để cho tất cả bà con lưu thông trên cây cầu Vĩnh Tuy 2 này. Hiện tại ở phía bên cây cầu giai đoạn 1 kia thì đang bị là ùn tắc rất nhiều. Bởi vì khi diễn ra cái sự kiện lễ khánh thành này thì tất cả những hai đầu cầu đang bị là ùn ứ tắc đường. Chúng ta sẽ đi về hướng chân cầu bên quận Long Biên. Về hướng quận Long Biên thì như các bạn nhìn thấy bên này, đây là những bên phóng viên của bên các đài truyền hình đang phỏng vấn các lãnh đạo cũng như là các người liên quan đến thi công cây cầu Vĩnh Tuy này. Và một em bên đài truyền hình VTC vâng, có lẽ có mình cũng chia sẻ một số hình ảnh về lễ khánh thành của cây cầu giai đoạn 2, cây cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 gửi đến tất cả quý vị và các bạn cùng đón xem. Đến cuối giờ chiều hôm nay sẽ chắc chắn sẽ được lưu thông cây cầu cái tuy rộng và đúng như tiêu chuẩn. Phía bên cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 1 đây các bạn thấy là vẫn bị là ùn tắc từ sáng. Vâng, cảm ơn các bạn đã đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.